Toàn xin chào anh chị em đến với kênh Bất Động Sản Vĩnh Long Thanh Toàn, nơi ký nhận giới thiệu nhà và đất chính chủ khu vực tỉnh Vĩnh Long. Và đây là con lộ đan 2m đường vào ngôi nhà mà Toàn muốn giới thiệu ngày hôm nay. Và nhìn theo hướng camera này của Toàn thì hướng này có thể là chạy ra ngoài cầu Mỹ Thuận. Đây ra ngoài cầu Mỹ Thuận thì nó mất tầm 13 phút chạy xe, khoảng cách nó chừng 10km trở lại nha anh chị em mình. Trước đất mình nó có một con kênh. Con kênh này nó khoảng hơn 10m à anh chị em mình. Trước nhà mà có con kênh á, bữa trưa mà nắng nóng nhiều gió thổi lên là mát, bá cháy bồ chát nha. Cái ngôi nhà trước mặt Toàn á, là ngôi nhà đối diện thôi, láng giềng chứ không phải là ngôi nhà Toàn muốn giới thiệu ngày hôm nay. Và đất của mình á, anh chị em có thể sở hữu tới cái mí cây cỏ cỏ với mé sông nhìn thấy luôn á anh chị em mình. Và đây con lộ này anh chị em mình có thể là chạy vòng vòng chỗ đó. Nói chung cái đường này đường lưu thông nha anh chị em mình, chứ không phải là đường cùng gì cả. Vô đó nhà còn nhiều hơn đây nữa. Và đây, bây giờ Toàn sẽ quay vô ngôi nhà mà Toàn muốn giới thiệu ngày hôm nay đến anh chị em mình đây. Đây, ngôi nhà màu xanh xanh đây, màu xanh ngọc nha anh chị em mình. Đó, đây là đứng ngoài lộ nhìn vô ngôi nhà của mình. Ngôi nhà của mình là nhà cấp 4 và chủ nhà xây đã được 4 năm, hơn 4 năm rồi nha anh chị em mình. Là làm hết sức là kiên cố luôn. Cái nền thì nó rất là cao ráo. Nó cao muốn nhích hơn mặt lộ một chút luôn á anh chị em mình. Và cái nhà của mình là thuộc hướng Tây nha anh chị em. Và cái cạnh ngang của đất mình, ngang trước này á, là nó được 10m 9 tấc. Và ngang sau của đất mình á, là nó được 10m 6 tấc. Nói chung là hai cạnh ngang của đất mình á, là nó lệch nhau 3 tấc thôi nha anh chị em. Và hai cạnh dài của đất mình á, một cạnh á, là 40m, một cạnh là 39m. Giờ thì ngần ngại gì nữa, Toàn mời anh chị em vào xem ngôi nhà cùng Toàn ngày hôm nay nha. Và kênh của Toàn á anh chị em, ngày nào cũng như ngày nấy nha. Cứ 5 giờ chiều là Toàn sẽ đưa đất, đưa nhà lên bán nha anh chị em mình. Nhà và đất á, toàn bộ Toàn nhận trực tiếp với chủ nhà chủ đất luôn. Giá cả cũng vậy nha anh chị em. Anh chị em mình quan tâm vấn đề mà nhà và đất đai ở Vĩnh Long á, vui lòng đăng ký kênh của Toàn. Ngày nào Toàn cũng có nhà, có đất đưa lên bán thì thế nào cũng có một hai miếng gì đó. Nó phù hợp đến anh chị em mình. Coi rồi mua ủng hộ Toàn với anh chị em mình. Và đây á, là cái phòng khách của ngôi nhà mình nè anh chị em. Và khi bán là chủ nhà chỉ bán đất với bán nhà thôi. Còn vật dụng trong nhà là chủ nhà lấy đi hết nha anh chị em mình. Và đây la phong. La phong này của nhà mình thì đóng cũng la phong xưa rồi. Ôi mà dùng la phong này anh chị em muốn thay cũng rất là dễ mà. Không khó khăn gì vấn đề la phong cả ha. Cái phòng khách của ngôi nhà mình nó là như vậy. Bây giờ mời anh chị em mình tiếp tục cuộc hành trình thôi. Xuống đây là cái hành lang từ phòng khách đi xuống nhà bếp nha anh chị em mình. Và trước khi xuống được tới nhà bếp á, mình sẽ qua hai ải. Ải thứ nhất là cái phòng ngủ. Để Toàn bước lại đây chút xíu rồi Toàn quay phòng ngủ cho anh chị em mình xem luôn. Và đây là cái phòng ngủ thứ nhất của ngôi nhà mình đây. Để Toàn đi lại đây Toàn mới quay cho anh chị em mình xem được. Đây 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 ngôi nhà mình đây. Ấy bà quên cái phòng ngủ. Cái phòng ngủ của mình á, là có thiết kế một cái cửa sổ nữa để lấy ánh sáng nha anh chị em mình. Đó. Tổng quan cái phòng ngủ mình là vậy, quay sơ sơ thôi anh chị em mình ha. Và cũng từ cầu Cần Thơ á, anh chị em mình muốn qua đây xem ngôi nhà này á, thì mất hết là 1 giờ chạy xe. Khoảng cách của nó là 44km nha anh chị em mình. Và đây là phòng ngủ số 2. Cái phòng ngủ số 2 thì Toàn nghĩ giống như phòng ngủ số 1 thôi. Tại vì có bé nhỏ đang ngủ thôi bỏ qua luôn nha anh chị em mình. Và đây là cái bà chủ nhà của ngôi nhà này đây. Anh chị em mình coi quen không? Coi mốt là thương lượng với bà đấy. Và xuống đây là cái nhà này, cái khung, nói chung là cái đá đất mình nó rất là rộng. Chỗ này á, thì Toàn không biết để làm gì, chứ theo Toàn á, chỗ này mà để mấy bữa mà mưa bão á, lạnh lạnh ha, vô đây ngồi quất rượu đế, ngon. Và cũng từ bến xe miền Tây á, anh chị em mình á, muốn về đây mua ngôi nhà này á, thì nó mất hết 2 giờ 20 phút chạy xe. Khoảng cách của nó là 117km nha anh chị em mình. Và địa chỉ của ngôi nhà này á, là nó thuộc phường Tân Hòa của thành phố Vĩnh Long. Và xuống đây á, là tới khung viên của nhà bếp rồi nha anh chị em. Để Toàn bước xuống đây rồi Toàn quay tổng quan cái khung của nhà bếp cho anh chị em mình xem nè. Đó. Cái nói chung là ở đây cái nhà này đất mình nó gần nửa công đất luôn mà. Cho nên là cất nhà nó cũng gần hết thôi, nó chưa hết. Đây là tổng quan của cái nhà bếp mình. Ở dưới nhà bếp mình thì có là một cái nhà, một cái toilet thôi nha anh chị em. Và đây là tổng quan của khu nhà bếp nè, để Toàn quay vòng vòng cho anh chị em mình xem. Và ngoài cái ngôi nhà này ra, ở sau mình còn một miếng đất trống nữa. Để Toàn lại làm sao rồi Toàn quay đất trống cho anh chị em mình xem luôn. Và chủ á, kêu bán nhà với đất này á, với cái giá là 2 tỷ 300 triệu. Giá này thì được thương lượng nha anh chị em mình. Còn thủ tục chuyển nhượng á, thì bên mua phải lo nha anh chị em mình, chứ bên bán người ta không có lo vấn đề đó. Ông chỉ ra ký tên là nhận tiền thôi.
Và đây là đứng ở cuối nhà nhìn ra lộ nè anh chị em mình. Và cái gì đang đi á, lại mốt anh chị em mình có thể thương lượng trực tiếp với cái gì đó. Ở đây á, nói gì chứ ốc thì bao la. Anh chị em mình mà thích ăn ốc luộc, ốc hầm xả hay là ốc tiêu, ốc gì á, về đây thì nói chung là chỉ ăn không nổi thôi chứ không thiếu ốc. Tại chung là nguyên cái khu ở đây là bà con mình á, kinh doanh và ốc thì thôi nhiều lắm. Bây giờ thì để Toàn đi lại sao, Toàn quay cái miếng đất trống ơn sao cuối nhà cái nữa rồi anh chị em mình chia tay nè. Anh chị em mình có nhu cầu mua miếng đất ngôi nhà này thì vui lòng liên hệ với số điện thoại trên màn hình đó. Rồi Toàn dẫn anh chị em mình lại nhà xem rồi thương lượng với chủ nhà người ta được thì anh chị em mình mua giùm Toàn. Toàn cảm ơn anh chị em mình nha. Ở sau nói chung là anh chị em mình chịu khó nhìn đó. Nói chung nhà mình cái đất của mình là có xây hàng rào xung quanh hết trơn á, cột xanh xanh đó anh chị em mình, gạch thì xây lên khoảng 5 tấc đó. Đó, anh chị em mình nhìn kỹ đi là có xây vòng vòng hết trơn đó. Đây là cái miếng đất trống ơn sao nè, chủ nhà cũng nuôi ốc nè. Đó, tổng quan của miếng đất và ngôi nhà mình nó là vậy. Anh chị em có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với Toàn nha. Bây giờ thì Toàn chia tay anh chị em mình nha. Kính chúc anh chị em mình thật nhiều sức khỏe nè. Coi cái nào được nhớ mua ủng hộ Toàn nha anh chị em mình.